Ok, và hai xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Như các bạn đã biết thì LG Twist K2 là một trong những dòng laptop cực kỳ thành công của Asus trong năm 2018 với hai phiên bản sử dụng card đồ họa là GTX 1060 và GTX 1070. Đầu năm 2019 thì Asus tiếp tục mang đến hai phiên bản LG Twist K2 được sử dụng GTX 2060 và GTX 2070. Với phiên bản 2060 thì mình thấy đã có rất là nhiều kênh cũng như là nhiều review trên mạng đánh giá về phiên bản này rồi. Còn phiên bản 2070 thì mình thấy hầu như là rất ít và gần như là chưa có ai đánh giá về phiên bản này. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lôi phiên bản LG Twist K2 GTX 2070 ra để gửi đến cho anh em bài đánh giá. Đây cũng là một trong những chiếc laptop nó có cái mức giá cao nhất trong dòng LG Twist K2 cũng như là cấu hình của nó cũng là cao nhất. Vậy nên cùng để xem thì phiên bản này nó sẽ thể hiện hiệu năng trong quá trình mà chúng ta chơi game và làm việc như thế nào. Tất cả những điều đấy sẽ được mình cùng với các bạn làm rõ trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Sau hơn một tuần được trải nghiệm thì cái điểm đầu tiên làm mình ấn tượng nhất ở trên chiếc laptop này đó chính là về phần thiết kế. Mặc dù chỉ là một chiếc laptop tầm trung nhưng mà mặt lưng của LG Twist K2 được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại với các họa tiết nhôm xước phay trông cực kỳ là đẹp mắt và sang trọng. Khi mà các bạn nhìn nó một phần góc nghiêng thì các bạn sẽ thấy rõ nhất đó chính là nó sẽ được chia cắt làm hai phần bởi các họa tiết nhôm xước phay. Phần nào đấy sẽ tạo nên một trong những cái hiệu ứng thị giác và hiệu ứng ánh sáng cực kỳ là thu hút và đẹp mắt khi mà chúng ta nhìn vào nó. Vẫn như mọi khi thì Asus cũng không quên trang bị cho chúng ta cái logo ROG có thể phát sáng với LED RGB kết hợp cùng công nghệ Aurosync cực kỳ nổi tiếng và đẹp mắt đến từ Asus. Khi mà mở máy ra thì cảm xúc của mình thực sự rất là khó tả bởi vì nó rất là giống với lại XPS đến từ Dell. Điểm giống đầu tiên với dòng Dell XPS đó chính là nó có một phần viền màn hình cực kỳ là mỏng, nó chỉ mỏng bằng 1/3 đốt ngón tay của mình mà thôi. Phần nào đó nó đã tái định nghĩa lại cái việc đó chính là những chiếc laptop gaming trước đây thì thường có viền rất là thô và dày, thì nay LG Twist K2 đã loại bỏ đi tất cả những khái niệm đó. Cũng vì phần cạnh viền trên nó khá là mỏng, vậy nên webcam đã bị đẩy xuống phần cạnh dưới. Và đây cũng là điểm thứ hai mà mình thấy nó giống với dòng XPS đến từ Dell. Do được đặt ở vị trí thấp như thế, vậy nên trong quá trình chúng ta sử dụng webcam thì các bạn sẽ gặp một trong những cái hiện tượng rất là khó chịu. Đầu tiên đó chính là nó sẽ ghi lại cái bàn tay của chúng ta, nó quay cả bàn tay của chúng ta. Rồi thứ hai đó chính là phần webcam này nó lại không được đặt ở phần chính giữa. Vậy nên thì cái khi mà nó quay lại cái chủ thể cũng như khuôn mặt của các bạn nó sẽ bị lệch sang một bên, nhìn trông cực kỳ là khó chịu. Đây cũng chính là điểm mà mình chưa được hài lòng cũng như là chưa được thích ở trên chiếc laptop này. Hy vọng ở trong phiên bản mới thì Asus sẽ cải thiện cái webcam này. Ngoài ra ở phần cạnh dưới thì các bạn sẽ có thêm một cái logo LG được làm họa tiết gương sáng bóng cũng khá là đẹp. Nhưng giá mà Asus làm cái phần logo này nó là LED RGB nữa thì trông nó sẽ ngầu hơn, đặc biệt là trong màn đêm rất là nhiều. Đối với phần màn lề thì nó được làm khá là chắc chắn và hiện tượng flex trong quá trình mình sử dụng cũng chưa hề gặp ở trên chiếc laptop này. Các bạn hoàn toàn có thể mở máy bằng một tay một cách khá là dễ dàng. Về phần màn hình thì nó được trang bị màn hình IPS với độ phân giải Full HD, tần số quét lên tới 144Hz. Điểm đặc biệt ở đây là nó đã được Asus ép xung sẵn, vậy nên thì cái thời gian đáp ứng của chiếc màn hình này chỉ là 3ms. Một tin vui dành cho những anh em làm đồ họa đó chính là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc laptop này làm những tác vụ đồ họa tầm trung bởi cái khả năng tái tạo màu sắc ở trên chiếc màn hình này nó lên tới 100% dải màu sRGB và xấp xỉ 70% Adobe RGB. Và mình có thử edit video thì kết quả nó cho ra cái màu khá là tương đồng với những mẫu màn hình chuyên dụng đến từ Dell. Nhìn chung để làm đồ họa thì chiếc laptop này vẫn dư sức có thể đảm nhiệm tốt cho các bạn cái việc này. Phần bàn phím của chiếc laptop này thì nó sẽ được làm ở dạng full size và cảm giác bấm nó cho một cái hành trình tốt ở mức độ vừa phải, không bị quá ngắn hay cũng không bị quá dài. Đặc biệt dòng phím AWFD mà các game thủ FPS thường xuyên sử dụng thì giờ đây nó sẽ được làm bằng màu trắng tách biệt hoàn toàn với màu đen chủ thể ở trên layout phím này, và nó có thể dễ dàng các bạn nhìn thấy được ở ban ngày hay kể cả ban đêm. Và do đây là một chiếc laptop gaming thế nên thì phần bàn phím của chiếc laptop này chúng ta cũng sẽ có một phần LED RGB ở phần phía dưới và nó cũng được kết hợp với đồng bộ với công nghệ Aurosync đến từ Asus. Với phần chịu nghỉ cái tay thì nó sẽ được làm hoàn thiện bằng chất liệu nhựa và được phủ bởi một lớp carbon nhìn trông khá là xịn giò. Nó cho một cái cảm giác khi mà chúng ta đặt tay lên rất là thoải mái. Về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có đó chính là 3 cổng USB-A 3.1, một cổng USB Type-C 3.1, một cổng HDMI 2.0 có thể xuất được những hình ảnh lên tới tận 4K 60Hz và một cổng DisplayPort 1.4 có thể xuất là 4K 75Hz. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một khe cắm SD và một sạc cắm 3.5mm nữa. Theo mình thấy thì đối với số lượng cổng kết nối như thế này nó đã khá là nhiều cũng như khá là đầy đủ rồi. Vậy nên thì chúng ta cũng không cần đòi hỏi thêm làm gì nữa. Nhờ được tích hợp LED RGB ở các vị trí như là bàn phím, logo và đặc biệt chúng ta sẽ có một cái dãy được chạy ngang ở phần cạnh trước nữa, kết hợp cùng với công nghệ Aurosync đến từ Asus thì phải nói là Aurosync
Fisga 2 nó rất là đẹp, đặc biệt là khi mà chúng ta nhìn vào ban đêm, trông nó cực kỳ là đẹp cũng như là cực kỳ là ấn tượng. Với nam khe hút gió, phần cạnh đáy cũng như là phần chân đế được làm rất là cao. Chưa dừng lại ở đó thì các bạn sẽ có rất là nhiều những lỗ tản nhiệt xung quanh bề mặt thân máy. Vậy nên LG Fisga 2 hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta một cái hiệu năng tản nhiệt cực kỳ ấn tượng. Vì là một chiếc laptop gaming, vậy nên với một viên pin là 66 Wh, nó cho chúng ta một cái thời gian sử dụng từ 3 tiếng trở tới 3 tiếng rưỡi với những tác vụ bình thường. Còn nếu như chúng ta sử dụng với những tác vụ như là chơi game hay làm đồ họa nặng thì mình khuyên các bạn nên cắm thêm sạc nữa, thì nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng ở mức cao nhất, cũng như thì cái thời lượng pin của nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Vì đây là phiên bản Max Option ở trong dòng LG Fisga 2, vậy nên cấu hình của nó cũng khủng tương tự. CPU Intel Core i7-8750H, card đồ họa NVIDIA RTX 2070 8GB, 16GB RAM, SSD NVMe với dung lượng là 500GB, cuối cùng là một ổ HDD với dung lượng là 1TB. Và cùng xem thì đối với một chiếc laptop nó có cấu hình không thua những chiếc PC thì nó sẽ thể hiện hiệu năng như thế nào. Các bạn hãy cùng mình đi vào bài test thực tế ngay sau đây. Và để tổng kết lại về chiếc LG Fisga 2 phiên bản RTX 2070, nếu như các bạn bỏ ra mức giá tiền đó chính là 59 triệu đồng để sở hữu chiếc laptop này thì các bạn sẽ nhận được một chiếc laptop với một cái hiệu năng cao. Các bạn có thể chơi hầu hết tất cả những tựa game ở thời điểm hiện tại với mức thiết lập đó chính là Max Setting ở trên độ phân giải Full HD, mà cái số FPS đạt được thì nó luôn dao động trên khoảng đó chính là 60 FPS. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc laptop nó có một cái thiết kế đẹp, viên màn hình siêu mỏng, và đặc biệt đó chính là nó có một cái màn hình IPS với tần số quét lên tới 144Hz và thời gian đáp ứng chỉ là 30ms mà thôi. Và nếu như các bạn có bỏ ra cái số tiền 59 triệu đồng để sở hữu chiếc laptop này không? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.